tiếp tục nha. Mình có lông dây nè, mình sẽ cột nó lên, nó lên làm mứt hồng. Hồi nãy cái trái nãy mình cắt nó nè. Cái này nó bị sứt cái cuốn rồi, để mình sẽ cột. Các bạn, đây là mình sẽ cột nó lại. Cái cuốn này nó trụ lũi quá, không biết nó có rớt không. Nghi quá, đó, biết lắm mà, rớt rồi nè. Cái cuốn này nó không được. Trái này bỏ đi, mình sẽ lấy trái khác. Trái đó nãy ông xã mình ông cắt. Cắt gì nè, cắt gì nè. À, nó mới dính. Nãy ông chồng mình nó không biết cho ông cắt tầm bậy. Nó tuột luôn. Nó mình cột nó đâu có dính đâu các bạn thấy không? À, bây giờ như vậy là dính nè. Vậy là được nè. Ok, bây giờ mình sẽ cột lại giống như nãy nha. À, tại vì cái này mình phơi á các bạn, cho nên á các bạn cột không chắc á là nó sẽ rớt. Nè cái cây, cái trái này nãy anh bẻ nè, nó quá em cột cũng được. Sao? Chùi lũi à, cột nó tuột lút à. Không biết cách cột. Thôi mà, cái kênh nó, cái cuốn nó thẳng đòn vậy là đâu có cột được đâu. Cái đó đâu có, là cái đó là con ấy nó ăn á. Nè, cái này con tay gì nè, đó, tôi quấn vậy là nó dính rồi hả? Đó. Em cột phụ với em. Đây nè, em không cắt rồi, em đưa cho anh ngọn cột nha. Anh ăn phụ rồi, cột phụ, cột phụ. Nè. Thì chuyện quá, nè. Nè. Đó, được nè các bạn. Được hai trái rồi nè. Một dây bốn trái được rồi. Để lá để đường luôn à, để lá nha. Thôi đừng có lấy lá, vô lắm nè. Bốn trái thôi, đừng cục nhiều quá. Bốn trái rồi cái anh chừa ra một cái đoạn cho nó thiệt là dài cho em á, rồi xong rồi cái để em cột lên cái cây. Không, nó chín quá nó cũng không có rớt đâu. Cái cùi nó dai lắm chứ bộ. Hồi nãy em ăn mà em nắm, nó chín rụt mà em nắm em giật luôn á, mình không đứt luôn á. Cái cuốn nó dai lắm. Cái cuốn này nè các bạn, cái cuốn của cái bông cái này à, với cái này nó dai lắm. Mình biết chắc là sẽ ăn không hết. Nhà có mình ăn à, còn mọi người đâu có ai ăn đâu. Chồng mình ông cũng không ăn. Chị Lo thì đi làm suốt, ăn giỏi lắm trái. Cho nên bây giờ mình sẽ làm để dành Tết mình ăn các bạn. Tết là nó khô lại nó thành mứt. Nó khô lại thành mứt hồng. Để bỏ dưới đất đây, chút hốt. Cái này nè, nó chín rồi các bạn. Nó sứt cái cùi luôn nè mọi người. Em thấy có nhiều người họ để trên cây luôn anh. Họ để cho nó héo trên cây luôn, họ đem xuống anh. Nó như bên tàu, cái hộ ấm, nó ấm rồi được, nhưng nó đâu được đâu. Để vị này nó sắp nó quậy không còn trái. Mới nãy một xíu rồi vô ra rồi nó quất 4-5 trái rớt nữa rồi. Ở Việt Nam mình sợ chuột, giờ chuột nó quậy, hôm nay thì sóc nó quậy. Trái bự các bạn ha, nè. Cái gì bập đi. Cái gì?
Có cái kéo này mới cắt mới chịu nổi các bạn, cái mỏ nó cục đó mọi bạn. Mỏ nó cục mới cắt chịu nổi, chứ còn mấy mỏ dài dài là cắt là nó bị giãn mỏ hoặc là cắt không đứt. Trái này nó già, nó chín. Mà cái này các bạn biết không, nó chín mà nó rụt mà. Nó rụt tới mà tao kiểu mà các bạn đụng vô nữa, thiếu điều ra nước á thì ăn nó mới ngon. Còn không á, lại nhắc là nó bị nhà nó bị chát, nó có cái hậu chát. Làm mà sáng giờ mặt mày bay son bay phấn hết. Nè, nó mổ nè, nó mổ cốc 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 luôn nè anh. Nè, nó mổ lúng 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 nè. Đúng không? Cái này nó bị gãy cuốn rồi các bạn. Cái này nãy chắc ba bẻ nè, ba bẻ gãy cuốn nè. Nãy em thấy ra anh giật bạc bạc bạc. Lúc sau em dặn anh mới bẻ có cái cuốn luôn. Chứ lúc đầu anh giật không. Nên gì ngủ ngon lành luôn. Giờ này còn chưa thức nữa, tối nay quậy cho coi. Tối nay nhảy tưng tưng cho coi. Chứ các bạn thấy hả, mà bây giờ mà hai người mà thức là hai người ra, hai người phụ rồi đó. Nè, mấy bạn các bạn thấy không? Mấy cái này con nước cuốn nè, sóc nó cạp nè các bạn. Đây nè, cạp nè. Cái nó cặp đây nè, đây nè, đây nè, cặp te tu hết trơn luôn. Cái này nè, mấy cái này làm sao cột anh? Cái cuốn nó gì sao cột? Cũng để nhiều á. 9.000 đơn chị Loan đem cho mẹ chị nữa. Cái này nãy ông xã mình không mua nè. Không phải trời mưa. Nó để em mua em xuống cho tụi nó. Ngọt. Mai Vũ thích này lắm. Mê lắm. Mê này với mít. Ngọt các bạn, cái này chôm chôm thái á. Hồng nó rẻ hơn được một số đồng. Bữa em đi chợ Y Định á, bà kia bà ngủ mua đồ ăn mà bên nhà đó bà kéo mình y như Việt Nam vậy á. Cái còn khùng, còn có khùng. Ừ, bà nói bà kéo mình á, bà kéo mình giống như bên Việt Nam vậy. Mỹ họ sợ lắm, họ mà thấy gì họ sợ lắm, không như họ nói mình giống như là mình ăn cướp họ vậy đó, họ sợ lắm. Kêu mình nói, mua đi con, mua đi con, mua đi con. Cái mình nói không có mua. Cái mình lại phải nắm tay mình, nó kéo lại vậy. Mấy bà đó bán gì biết tiếng Anh không hả anh? Con nghĩ là mấy bà thấy người Việt Nam mấy bà mới dám làm vậy thôi, chứ Mỹ bà không dám anh ha. Mỹ mà các bạn kéo gì hả, nó không mua mà nó còn hả khó chịu nữa các bạn đó, cột thành từng chùm hết nè mọi người. Ông xã mình nó đang cột các bạn bạn lấy cái cây nào cứng cứng á, cái cây cứng nổi đang nặng chắc nha, cột luôn rồi. Ủa anh nhớ anh có cây sắt anh? Cây sơn của anh đó. Hả? Chắc là cây sơn. Không phải cây sơn.